Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 26, phẩm Thập Hồi Hướng, thứ 25, phần 4. Phật tử Đại Bồ Tát đem đủ thứ xe, nghiêm sức các thứ báu, cúng dường bố thí cho chư Phật và các Bồ Tát, sư trưởng bạn lành, thanh văn duyên giác. Vô lượng đủ thứ phước điển như vậy cho đến những người bận cùng côi cút, các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát lại đem đủ thứ xe cộ, đều dùng các thứ đá quý, vàng bạc vân vân, nghiêm sức đẹp đẽ tuyệt vời. Bồ Tát đem các thứ xe nghiêm sức đó cúng dường đến các đức Phật và mười phương Bồ Tát, thầy tổ và trưởng bối, bạn lành đồng đạo tu hành, cũng bố thí cho các bậc nhị thừa thanh văn duyên giác. Bồ Tát làm như vậy là vì Ngài minh bạch công đức của sự bố thí, gieo trồng nhiều ruộng phước như vậy. Ngài cũng bố thí cho những kẻ bần cùng nghèo khổ, những kẻ côi cút không chỗ nương tựa. Kinh văn ở trước đã có nói qua bố thí xe, nhưng khác với sự bố thí xe ở đây. Kinh văn ở trước là chỉ cho xe voi, xe ngựa làm đại biểu, ở đây là chuyên chỉ về các thứ xe cộ. Những người đó hoặc từ xa đến, hoặc từ gần lại, hoặc nghe danh của Bồ Tát mà đến, hoặc là có nhân duyên với Bồ Tát mà đến, hoặc nghe Bồ Tát thuở xưa phát nguyện bố thí mà đến, hoặc là từ tâm nguyện của Bồ Tát thỉnh đến. Những người đó tiếp thọ Bồ Tát bố thí đều có nhân duyên khác nhau. Có người từ nơi rất xa đến, có người từ nơi gần đến, có người nghe danh của Bồ Tát mà đến, có người có nhân duyên đặc thù với Bồ Tát mà đến, có người đã nghe thuở xưa Bồ Tát phát tâm nguyện đại bố thí mà đến, có người từ tâm nguyện của Bồ Tát thỉnh đến. Bấy giờ Bồ Tát hoặc bố thí xe báu, hoặc bố thí xe bằng vàng, đều trang nghiêm tốt đẹp, lấy linh che phủ ở trên, có châu báu rủ xuống. Hoặc bố thí xe bằng lưu ly thượng diệu, có vô lượng đồ chân quý kỳ lạ nghiêm sức, hoặc lại bố thí xe bằng vàng trắng, có lưới bằng vàng che phủ ở trên, dùng tuấn mã kéo xe. Hoặc lại bố thí xe trang nghiêm vô lượng các thứ báu, có lưới báu che phủ, dùng voi kéo xe. Hoặc bố thí xe bằng trên đàn, dùng báu đẹp làm bánh xe, tạp báu làm lọng, có tòa sư tử báu trưng bày nghiêm đẹp, có trăm ngàn thể nữ ngồi la liệt ở trên, dùng mười vạn người thanh niên kéo đi. Hoặc lại bố thí xe bằng pha lê, nghiêm sức các tạp báu đẹp, đầy dẫy người nữ xinh đẹp ngồi ở trong đó, có trướng báu, giăng tre phía trên, tràng phan treo hai bên. Khi những người đó đến thì Bồ Tát bố thí xe cho họ, hoặc bố thí xe báu, hoặc bố thí xe làm bằng vàng. Trên mỗi chiếc xe đều nghiêm sức rất trang nghiêm, có lưới linh bằng vàng giăng tre ở phía trên xe. Bốn bên đều có châu báu thòng rủ xuống. Hoặc bố thí xe làm bằng lưu ly, phía trên dùng các thứ chân quý kỳ lạ nghiêm sức. Hoặc lại bố thí xe làm bằng bạc trắng, phía trên dùng lưới làm bằng vàng giăng tre, dùng tuấn mã cao lớn kéo xe. Hoặc lại bố thí xe làm bằng vô số các tạp báu trang nghiêm, phía trên có lưới báu giăng tre, dùng voi trắng lớn kéo xe. Hoặc lại bố thí xe làm bằng gỗ trên đàn, bánh xe làm bằng châu báu, phía trên lọng xe cũng có rất nhiều châu báu đủ màu, trong xe có tòa ngồi cũng dùng châu báu nghiêm sức, còn có trăm ngàn thể nữ ngồi ở trong xe để làm mọi việc, dùng mười vạn thanh niên khỏe mạnh kéo xe mà đi. Hoặc lại bố thí xe làm bằng pha lê, dùng châu báu tạp sắc để nghiêm sức, cũng có rất nhiều người nữ xinh đẹp ngồi đầy ở trong xe. Bốn bên xe đều dùng trướng báu giăng tre, tràng báu phan báu treo ở hai bên. Hoặc lại bố thí xe tạng báu mã não, dùng các thứ báu nghiêm sức, dùng các thứ tạp hương, đủ thứ hoa đẹp bày bố trang nghiêm, có trăm ngàn thể nữ tay cầm chuỗi báu, điều khiển xe đi êm đềm được an ổn. Hoặc lại bố thí xe hương kiên cố, các thứ báu làm bánh xe, có trướng báu che phủ ở phía trên, lưới báu rủ xuống, đủ thứ y báu giăng bày ở bên trong, thanh tịnh tốt đẹp, thơm phức tỏa ra bên ngoài. Hương thơm phức đó làm vui đẹp lòng người, vô lượng chư thiền hộ theo mà đi, chở theo các châu báu tùy thời mà bố thí. Hoặc lại bố thí xe báu quang minh, đủ thứ các báu màu sắc sáng chói, các lưới báu đẹp giăng tre phía trên, các chuỗi tạp báu trồng rủ khắp bốn phía, dùng hương bột dài trong ngoài đều thơm phức. Bồ Tát hoặc lại bố thí xe tạng báu làm bằng mã não, phía trên nghiêm sức các thứ báu, dùng các thứ hương, lại dùng đủ thứ hoa tươi danh quý dài ở trên xe,
Để trang nghiêm xe báu, ngàn thể nữ tay cầm chuỗi trân châu điều khiển chiếc xe, khiến cho xe đi không nhanh không chậm, êm đềm bình yên. Nếu gặp chỗ nguy hiểm thì cũng không hề gì. Hoặc lại bố thí xe làm bằng gỗ hương thơm kiên cố, dùng rất nhiều thứ bóng làm bánh xe trang nghiêm rất đẹp. Phía trên có chướng bóng răng tre, bốn bên thòng rủ những lưới báu, lại dùng các thứ y báu răng bày ở trong xe, đốt lên hương thơm thanh tịnh, mùi thơm tỏa khắp theo không khí mà tỏa ra ngoài. Hương thơm phước đó chẳng giống như những thứ hương thơm thông thường, khiến cho người ngửi được tâm ý vui đẹp, khai mở trí huệ, sinh tâm hoan hỷ. Vô số các vị trời đều hộ theo xe mà đi. Trên xe có chở vô số châu báu vật chất quý giá, chuẩn bị tùy thời bố thí cho những người cần dùng. Hoặc lại bố thí xe báu quang minh, trên xe nghiêm sức đủ thứ chân báu, phóng ra đủ thứ ánh sáng, chiếu soi đẹp mắt. Có lưới làm bằng các thứ báu, răng tre phía trên xe, dùng các thứ báu đủ màu làm chuỗi, treo thòng rủ bốn bên, lại tỏa ra hương thơm thanh khiết ở trong và ngoài xe. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các xe báu tốt đẹp như vậy bố thí cúng dường cho Phật, thì Ngài đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều hiểu về cúng dường dụng phước vô thượng, tin sâu bố thí cho Phật được vô lượng phước báu. Nguyện cho tất cả chúng sinh một lòng hướng về Phật thường gặp vô lượng dụng phước thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các đức Như Lai không có tâm sèn tiếc, thành tựu đầy đủ tâm đại bố thí. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật tu hành hạnh bố thí, đều khỏi nguyện của hàng nhị thừa, sớm đắc được trí huệ nhất thiết trí giải thoát vô ngại của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật thực hành bố thí vô tận và trong vô lượng công đức trí huệ của Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, khi Ngài đem đủ thứ xe tốt đẹp như kinh văn đã nói ở trên cúng dường các đức Phật, thì Ngài hồi hướng căn lành công đức cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Ngài kiền thành phát nguyện như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều thấu hiểu dụng phước cúng dường chư Phật tối thượng, phải tin sâu sự cúng dường chư Phật sẽ đắc được vô lượng phước báu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chuyên tâm quy y Phật, chẳng sinh hai tâm, chẳng bị ngoại đạo tà giáo dẫn dụ. Được như vậy thì thường gặp các bậc thiện tri thức thanh tịnh, gieo trồng vô lượng dụng phước thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đối với sự cúng dường ở trước Phật đừng sinh tâm tham sèn, phàm là muốn cúng dường đồ vật đến Phật đều phải tốt đẹp, tận thiện, tận mỹ, như thế mới viên mãn thành tựu đầy đủ tư tưởng đại xả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tại đạo tràng của chư Phật tu hành pháp môn bố thí, lìa khỏi lời nguyện của hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, đắc được trí huệ nhất thiết trí giải thoát vô ngại của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo tràng của chư Phật tận hết khả năng bố thí chẳng cùng tận, vào sâu được trong công đức trí huệ của Phật chẳng có hạn lượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào trí huệ thù thắng của Phật được thành tựu vô trí huệ vô thượng thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông đến các vô ngại của Phật, tùy chỗ muốn đến đều được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu đại thừa đắc được vô lượng trí huệ, an trụ chẳng động. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể sinh ra pháp nhất thiết trí làm dụng phước tối thượng của các trời người. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư Phật không có tâm hiểm hận, siêng trồng căn lành, thiết cầu trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu được trong trí huệ thù thắng của Phật, thành tựu được vô trí huệ vô thượng thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông đến khắp tất cả mọi nơi chẳng bị chướng ngại, tùy chỗ tâm muốn đến đều được như ý. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều vào sâu được Phật Pháp Đại Thừa, đắc được trí huệ vô lượng, sinh tu tập Pháp Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo, chẳng xả bỏ chúng sinh, an trụ trong cảnh giới Đại Thừa, người và Pháp cả hai đều không. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng có tâm ngu si, có thể sinh ra Pháp nhất thiết trí huệ, làm dụng phước thanh tịnh vô thượng của các trời người. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo tràng của Phật sinh tu nghiệp thiện, tích tụ căn lành, một lòng tu đạo, thiết cầu trí huệ của Phật, xả bỏ tất cả tâm hiểm kỵ và sân hận. Nguyện cho tất cả chúng sinh nhậm vận đến được tất cả cõi Phật trong một sát na, đi khắp pháp giới mà không mỏi mệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm được tự tại thần thông của Bồ Tát, phần thần đầy khắp đồng cõi hư không, chỗ tất cả chư Phật đều gần gũi cúng dường,
nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô tỷ đến các mười phương mà không nhàm mỏi, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân rộng lớn bay đi mau chóng tùy ý chỗ đến, chọn không giải đãi thối lùi, nguyện cho tất cả chúng sinh được tự tại oai lực rốt ráo của Phật trong một sát na, đều hiện thần thông biến hóa của chư Phật tận cõi hư không, nguyện cho tất cả chúng sinh tu hạnh an lạc tùy thuận tất cả Bồ Tát đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nhậm vận tự tại chẳng thêm tạo tác, mà đến được cõi nước của chư Phật trong mười phương trong một sát na, có thể đến khắp tất cả pháp giới mà thân tâm không có mệt mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông tự tại của Bồ Tát, phần thần của Ngài đầy khắp cõi hư không, đến tất cả đạo tràng của chư Phật để gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân không gì sánh bằng, thường đến đạo tràng của chư Phật trong mười phương thế giới, thân thể trọn không nhàm mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân rộng lớn bay đi rất nhanh, tùy theo ý niệm thân thể có thể đến được chưa từng giải đãi và thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần lực tự tại rốt ráo của Phật trong một sát na, trong tận hư không đều hiển hiện ra sức thần thông biến hóa của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều tu hành an lạc trong kinh pháp hoa, thường tùy thuận Bồ Tát đạo của các Bồ Tát thực hành. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được hạnh nhanh chóng bởi lực trí huệ thần thông rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào khắp pháp giới mười phương cõi nước đều tận cùng bờ mé, bình đẳng chẳng có khác biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh thực hành hạnh phổ hiền, chẳng có thối chuyển, đến nơi bờ kia thành tựu nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh thăng lên thừa trí huệ chẳng gì bằng, tùy thuận pháp tánh thấy lý như thật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài đem xe báu bố thí cúng dường cho tất cả chư Phật hiện tại và hết thảy tháp miếu sau khi chư Phật diệt độ, vì khiến cho chúng sinh đắc được thừa vô ngại thoát khỏi rốt ráo của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp môn tu hành sớm thành Phật, cũng đắc được mười lực rốt ráo của Phật và thần thông trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến các mười phương cõi nước trong pháp giới mà còn vào sâu mỗi cõi nước không có bờ mé. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền, hành mười điều huyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng sinh tâm thối chuyển sợ khó, thì sẽ đạt đến bờ niết bàn bên kia thành tựu nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thăng lên thừa trí huệ không gì bằng, tùy thuận tự tánh của các pháp thấy rõ chân lý như thật. Đó là 20 đạo nguyện hồi hướng căn lành cho tất cả chúng sinh khi Ngài đem đủ thứ xe báu bố thí cúng dường cho chư Phật hiện tại và hết thảy tháp miếu thờ xá lợi sau khi Phật diệt độ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được Phật thừa viên dung vô ngại, rốt ráo thoát khỏi ba cõi của chư Phật. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các xe báu bố thí cho các Bồ Tát thiện tri thức, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh tâm thường ghi nhớ thọ trì lời dạy của bậc thiện tri thức, chuyên cần giữ gìn khiến cho không quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng một nghĩa lợi với thiện tri thức, cùng với căn lành nhiếp khắp tất cả gần gũi thiện tri thức, tôn trọng cúng dường đều xả bỏ hết thảy, thuận theo tâm của thiện tri thức nhiếp khắp tất cả, được thiện trí mong muốn tùy theo bản lành chưa từng xả lìa, nhiếp khắp tất cả thường được gặp các bậc thiện tri thức, chuyên tâm phụng sự chẳng chán lời dạy các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng. Kinh văn ở trước đem các xe báu bố thí cúng dường cho chư Phật, hiện tại Ngài lại đem các xe báu bố thí cho Bồ Tát, bố thí cho Thánh Tăng, A-la-hán và thiện tri thức. Khi Ngài bố thí thì đem căn lành bố thí tích tụ đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh trong tâm thường không quên lời dạy của thiện tri thức, thường xuyên tu pháp của thiện tri thức truyền thọ, chuyên tâm nhất trí, tinh tấn tu tập, giữ gìn sáu căn đừng để quên mất lời dạy của thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đối với nghĩa lý Phật pháp có cùng một kiến giải, hết thảy lợi ích cùng nhau hưởng thọ, khắp nhiếp thọ tất cả cùng đồng căn lành cùng phân hưởng với chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gần gũi tôn trọng cung kính cúng dường thiện tri thức, đem hết thảy vật chất danh quý của mình bố thí cho thiện tri thức, mọi việc đều thuận tâm ý của thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đừng phát trí nguyện lành, sinh ra niềm hy vọng cao thượng, thường thường gần gũi bạn lành, chưa từng xả bỏ thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gặp nhiều bậc thiện tri thức,
chuyên tâm nhất trí phụng sự hầu hạ các ngài, không trái với lời dạy của các ngài. Nguyện cho tất cả chúng sinh ưa thích thiện tri thức, thường chẳng xả lìa, chẳng gián đoạn, chẳng phức tạp, cũng chẳng lầm lỗi. Nguyện cho tất cả chúng sinh có thể đem thân mình bố thí cho thiện tri thức, tùy theo sự dạy bảo của ngài chẳng có trái nghịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thiện tri thức nhiếp thọ, tu tập đại từ, xa lìa các điều ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh theo thiện tri thức lắng nghe chánh pháp của chư Phật nói. Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng một căn lành với thiện tri thức, nghiệp quả thanh tịnh, đồng một hạnh nguyện với các Bồ Tát rốt ráo đắc được mười lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hoan hỷ thường gần gũi thiện tri thức, mỗi thời mỗi khắc đều không muốn xa lìa, ngày ngày đều như thế chưa từng gián đoạn, không chạy theo người khác, đi khắp nơi phan duyên, tu học chẳng chuyên nhất. Chính mình cũng chẳng biết rốt ráo như thế nào là tốt, cho nên mê lầm chân chánh minh nhãn thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể xả thân phụng sự thiện tri thức, đại thiện tri thức tức là đại Bồ Tát. Nếu gặp được thiện tri thức như thế, tự mình đầy đủ tâm kính trọng thiện tri thức, theo sự dạy bảo tu đạo của thiện tri thức, một chút cũng không trái nghịch với lời dạy của ngài, mà tinh tấn chẳng giải đãi, chẳng làm cho ngài thất vọng, đó cũng giống như sinh vào nhà Phật, đã vào trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường được thiện tri thức nhiếp thọ, theo ngài tu tập Phật pháp đại thừa, tại bồi tâm đại từ bi, đối với bất cứ ai cũng đều xem họ như mình, chẳng sân chẳng đố kỵ, xa lìa tất cả tội ác lỗi lầm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường đi theo thiện tri thức, nghe chánh pháp của chư Phật nói. Nếu có chỗ nào không minh bạch thì thiện tri thức sẽ giảng giải cho bạn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có căn lành giống như thiện tri thức và đồng nghiệp thiện quả báo thanh tịnh, cũng đồng hạnh môn của các Bồ Tát tu hành, đồng phát nguyện lớn, cũng đồng đắc được mười lực xuất giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được pháp của thiện tri thức, chóng được tất cả cảnh giới tam muội trí huệ thần thông. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được tất cả chánh pháp, tu tập các hạnh đến nơi bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh tu theo đại thừa chẳng có chướng ngại, rốt ráo thành tựu đạo nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được ngồi nơi nhất thiết trí, đến chỗ an ổn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh biết hạnh như thật, tùy theo chỗ nghe tất cả Phật pháp đều được rốt ráo vĩnh viễn không quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp được chư Phật nhiếp thọ, đắc được trí vô ngại rốt ráo biết rõ các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được diệu pháp của thiện tri thức chuyển thọ, mau chóng đắc được các thứ cảnh giới định lực, trí huệ, thù thắng và thần thông diệu dụng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ trì được tất cả chánh pháp, tu tập lục độ vạn hạnh, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ngồi cỗ xe rộng lớn chẳng có bờ mé, chẳng có hạn độ, chở đầy vạn hữu trong tận cùng hư không khắp pháp giới, mà đi không có chướng ngại, đến được nơi mục đích cuối cùng là thành tựu đạo nhất thiết trí quả Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngồi nơi nhất thiết trí huệ, đến được chỗ an ổn. Lúc chưa đến chỗ mục đích thì quyết không thối chuyển ở giữa đường. Chỗ nào là nơi an ổn, tức là biết rõ bản thể của chư Phật, chứng nhập vào nguồn gốc của chư Phật, tỏ ngộ tự tánh của chư Phật, trở về nguồn cội, gọi là nơi an ổn, chuyển phiền não thành bồ đề và gọi là nơi an ổn. Vì có tâm đại bi mà sinh tâm bồ đề, nhờ tâm bồ đề mà thành chánh giác, cũng là nơi an ổn. Tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ nên gọi là không thối chuyển. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng thối chuyển chánh niệm, tu hành đại thừa không thối chuyển. Dù gặp ngàn khó vạn khổ cũng không thối lùi về hàng nhị thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết pháp môn tu hành chân thật, tùy thời tùy nơi nghe được Phật pháp, đều thấu đạt lý thể chân thật của các pháp một cách triệt để. Chứng được lý thể chân thật của các pháp rồi, tuy trải qua ngàn vạn kiếp cũng chẳng quên mất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được chư Phật nhiếp thọ, đắc được trí huệ chẳng chướng ngại, rốt ráo biết rõ thật tướng của các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông tự tại không thối thất, tùy theo chỗ muốn đến đi, một niệm liền đến. Nguyện cho tất cả chúng sinh đến đi tự tại, rộng thực hành giáo hóa, khiến cho họ trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh chỗ thực hành đều không lướng qua, dùng xe trí chuyên trở đến bậc rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thừa vô ngại, dùng trí vô ngại đến tất cả mọi nơi.
Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đủ thứ xe cho thiện tri thức, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ công đức đồng với Phật Bồ Tát không khác, lại nguyện cho tất cả chúng sinh các được thần thông tự tại chẳng thối thất, có thể nhậm vận tự tại chẳng thêm tạo tác, có thể khiến cho một làm vô lượng làm một. Thứ thần thông đó, một nhiều chẳng ngại nhau, tức là thần thông tự tại. Thần gọi là thiên tâm, thông gọi là huệ tánh. Thần thông là do tu phước tu huệ, tu đến khi viên mãn đầy đủ thì thành tựu thần thông tự tại, có người được báo đắc thông, hoặc khai mở ngũ nhãn, thấy tất cả Phật Bồ Tát và nhiều cảnh giới kỳ lạ khác. Tuy nhiên đắc được thần thông nhưng không thể giữ được lâu, một khi không tu hành mà phóng dật, trong tâm có tư tưởng chẳng thanh tịnh thì thần thông chẳng còn thông nữa, sẽ thối thất, đó tức là thần thông chẳng tự tại. Bồ Tát hy vọng chúng sinh đắc được thần thông tự tại chẳng thối thất. Chúng sinh phải nghiêm trì giới thanh tịnh, sinh tu phước huệ thì mới có thể giữ được thần thông tự tại chẳng thối thất. Nghĩ muốn đến chỗ nào, chỉ một niệm khởi lên thì sẽ đến được nơi mục đích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến bất cứ chỗ nào đều đến đi tự tại, chẳng bị trở ngại, chẳng có vật gì làm phiền phức. Chỗ đến rộng làm Phật sự giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đều quy y nơi cửa Phật, thỉnh tu pháp đại thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm những nghiệp thiện, công chẳng hướng qua, ngồi xe trí huệ, chuyên trở đầy đủ các công đức, đến bậc rốt giáo viên mãn quả Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thừa chẳng bị bất cứ gì làm chướng ngại, dùng trí huệ viên dùng vô ngại, thành tựu 10 ba la mật, đến được tất cả mọi nơi an ổn. Đó là hồi hướng đủ thứ căn lành của Đại Bồ Tát tu tập khi Ngài bố thí xe bóng cho thiện tri thức, vì muốn khiến cho chúng sinh đều đắc được công đức đầy đủ viên mãn đồng với công đức trí huệ của Phật Bồ Tát không khác. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các xe bóng bố thí cho tăng thì khởi tâm học tất cả hạnh bố thí, tâm trí khéo biết rõ, tâm thanh tịnh công đức, tâm tùy thuận xả bỏ, tâm tăng bảo khó gặp, tâm tin sâu tăng bảo, tâm nhiếp trì chánh giáo, thích trụ chí nguyện thù thắng được chưa từng có, làm hội đại bố thí sinh ra vô lượng công đức rộng lớn, tin sâu Phật giáo không thể trở ngại phá hoại. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, hiện tại Ngài lại đem đủ thứ xe báu bố thí cho tăng xuất gia. Tăng có hai loại, một là hiền thánh tăng, một là phàm phu tăng. Hiền thánh tăng là Bồ Tát chứng quả, phàm phu tăng là phàm phu đang tu hành tinh tấn hướng đến sự chứng đạo. Tăng bảo là bao quát hai loại tăng này, công đức bố thí cho thánh tăng và phàm phu tăng đều đồng nhau, đừng có sinh tâm phân biệt. Khi Bồ Tát bố thí cho tăng thì trong tâm của Ngài sinh khởi 10 thứ tâm. 1. Ngài muốn học tập các thứ bố thí, tài pháp, vô úy ba thứ. 2. Ngài muốn dùng trí huệ hiểu rõ đối tượng bố thí, hoặc đáng bố thí, hoặc không đáng bố thí, cùng với sự gieo trồng bố thí, đối tượng thích nghi của sự bố thí. Những điều đó đều phải dùng trí huệ hiểu rõ mà quyết định. 3. Là tâm thanh tịnh công đức, tức là tâm phải ba thứ đều không, không thấy người thí, không thấy người nhận, không thấy vật thí, thì công đức mới thanh tịnh. 4. Tâm xả bỏ phải tùy thuận bố thí ba la mật. 5. Tăng bào khó gặp, Phật lại càng khó gặp. Vì có Phật mới có tăng, cho nên bố thí cho tăng đồng như bố thí cho Phật. Do đó, sinh ra tâm khó gặp tăng bào. 6. Vì y trì phước điển tăng, tu học Phật Pháp, cho nên phải đối với tăng bào sinh ra tâm cung kính và tâm tín ngưỡng. 7. Pháp do tăng truyền, bốn chúng xuất gia đều vào sâu tạng kinh, tiếp thọ chánh pháp của chư Phật nói, y giáo tu trì. Chúng sinh thì y theo tăng mà được nghe chánh giáo của chư Phật. 8. Tăng bảo xả lìa tất cả hư vọng ân ái tham trước thế gian, an trụ nơi phạm hạnh thanh tịnh, phát hạnh nguyện lớn. Cảnh giới thường lạc ngã tịnh đó chẳng dễ gì đắc được, cho nên phải sinh tâm hâm mộ. 9. Thường lập pháp hội bố thí rộng lớn cho ngàn vị tăng, sinh ra đại công đức vô lượng vô biên. 10. Vì có tăng bảo nên giống Phật mới không đoạn diệt, Phật giáo trụ ở đời cũng vĩnh viễn không suy bại, càng không thể bị thiên ma ngoại đạo phá hoại. Đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh gấp vào trong Phật Pháp, nhớ thọ trì không quên. Nguyện cho tất cả chúng sinh liền khỏi pháp phàm phu ngu si vào nơi hiền thánh. Nguyện cho tất cả chúng sinh chóng vào bậc thánh.
dùng Phật pháp dạy bảo dẫn dắt có thứ tự. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thế gian tôn sùng kính trọng, lời nói được tin dùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh kéo vào tất cả pháp bình đẳng, biết rõ pháp giới tự tánh không hai. Nguyện cho tất cả chúng sinh từ nơi trí huệ cảnh giới của Như Lai mà sinh ra những người được điều thuận cùng nhau vây quanh. Khi Bồ Tát đem xe báu bố thí cho các hiền thánh tăng thì Ngài sinh khởi 10 thứ tâm thâm sầu thiết thực, do đó đem đủ thứ căn lành mà Ngài tu tập hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều vào sâu tạng kinh, vào sâu trong biển Phật pháp, phàm là chỗ đã nghe được, biết được, vĩnh viễn nhớ không quên. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều liệt khỏi pháp phàm vô ngu si, nhập vào nơi thánh hiền, chuyển phàm thành thánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh mau chóng chứng được quả vị thánh nhân, mà còn biết dùng Phật pháp khai thị dẫn dắt chúng sinh có thứ tự, khiến cho họ khai mở tri kiến của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được người thế gian tôn sùng, cung kính, tin cậy, nói ra lời nào cũng được tin dùng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh kéo vào các pháp tánh, biết rõ các pháp bình đẳng chẳng có cao thấp, minh bạch tự tánh của pháp giới đều là không hai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh từ trí huệ cảnh giới của Phật mà sinh ra người thường được Ngài giáo hóa, và những người vốn căng cường mà hiện tại đã điều thuận gần gũi cùng nhau vây quanh. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ pháp lìa nhiễm ô, diệt trừ tất cả bụi dơ phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu vô thượng tăng bảo, lìa khỏi phàm phu, nhập vào chúng thánh hiền. Nguyện cho tất cả chúng sinh sinh tu pháp lành, được trí huệ vô ngại, đầy đủ công đức của thánh hiền. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm trí huệ chẳng chấp vào ba đời, ở trong các chúng tự tại như vua. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi thừa trí huệ truyền bánh xe chánh pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thần thông, một niệm đến được bất khả thuyết thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trụ ở trong pháp thanh tịnh vô lậu, pháp xuất thế, xa lìa pháp nhiễm ô của thế gian, diệt trừ sạch hết tất cả phiền não và bụi dơ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh sinh tu pháp lành, diệt trừ pháp ác, đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại, đầy đủ công đức của thánh hiền. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm trí huệ bát nhã, chẳng chấp trước quan niệm thời gian không gian của ba đời, hiện hiện thần thông tự tại như ông vua. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi thừa trí huệ, thường ở trong mười phương thế giới chuyển bánh xe chánh pháp, giáo hóa chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thần thông diệu dụng, có thể ở trong một niệm đến khắp bất khả thuyết vô lượng thế giới để lợi ích hữu tình. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thần hư không, nơi các thế gian trí huệ vô ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào khắp chúng hội của chư Phật, tất cả hư không pháp giới thành tựu hạnh ba la mật bậc nhất. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nhẹ nhàng trí huệ thù thắng, vào khắp tất cả cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần túc khéo léo không bào mé, nơi tất cả cõi khắp hiện thân hình. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nơi tất cả không chỗ nương, dùng sức thần thông hiện khắp như hình bóng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân như hư không, rộng lớn không tướng không tánh, dùng trí huệ hành nơi thế gian mười phương, chẳng có chướng ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vào khắp trong tất cả hư không pháp giới, đến chúng hội đạo tràng của chư Phật, thành tựu hạnh môn đến bờ kia bậc nhất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nhẹ nhàng, lại có trí huệ thù thắng, chỉ một niệm thì tùy theo nguyện lực mà đến bài đi tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần túc thông diệu dụng khéo léo chẳng có bờ mé, trong tất cả cõi nước thảy đều hiện thân khắp vì chúng sinh nói pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần nhậm vận tự tại, tùy theo ý muốn chẳng nương tựa vào các sức lực khác, dùng thần thông biến hóa diệu dụng của Ngài, tùy mọi nơi đều có thể hiện ra giống như hình bóng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thần lực tự tại không nghĩ bàn, tùy chúng sinh đáng được hóa độ liền hiện ra ở trước họ, giáo hóa điều phục. Nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện và pháp giới vô ngại, một niệm du hành khắp mười phương cõi nước. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành bố thí xe báu cho tăng, vì khiến cho chúng sinh khắp ngồi thừa trí huệ thanh tịnh vô thượng, để tất cả thế gian chuyển bánh xe pháp trí huệ vô ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh
được thần thông nhậm vận tự tại không thể nghĩ bàn, tùy thời tùy lúc tùy duyên tùy cảm ứng của chúng sinh liền hóa hiện ở trước họ. Giáo hóa những chúng sinh nhân duyên chín mùi đó, khiến cho thần tâm của họ được thấm nhận mưa pháp, điều phục nhu nhuyến, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được sức thần túc, phương tiện, viên dung vô ngại và pháp giới thâm sâu ở trong một niệm có thể đến khắp cõi nước của chư Phật trong mười phương. Đó là hồi hướng căn lành tu tập của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí xe báu cho các hiền thánh tăng, để hy vọng tất cả chúng sinh đều được nguồn gốc tính diệu chân như thanh tịnh, được ngồi thừa trí huệ vô thượng, đến mười phương thế giới chuyển bánh xe chánh pháp, chuyển bánh xe trí huệ chánh pháp, viên dùng vô ngại, cho nên Bồ Tát phát đủ thứ nguyện lớn hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các xe báu bố thí cho thành văn duyên giác, Ngài khởi tâm như vậy, đó là tâm dụng phước, tâm tôn kính, tâm biển công đức, tâm hay sinh ra công đức trí huệ, tâm từ công đức thế lực của Như Lai sinh ra, tâm trăm ngàn na do tha kiếp thu tập nơi bất khả thuyết kiếp tu hạnh của Bồ Tát.